thành ra nó cười giờ. Đấy. Đã thành công trong nhạc phẩm đêm và được sư yêu cầu có trên 2.000 người hát lại thầy hát nhạc phẩm đêm. Nhưng mà nhạc phẩm kia không có giới thiệu, nhạc phẩm này có giới thiệu. Mình ơi, sao mình đẹp? Con nhỏ hàng xóm, sao nó bận cái áo đẹp hơn mình? Chọc bà điên lên đây, đi theo con nào? Rồi biết đây, xin gửi quý vị, nhạc phẩm điên, lần này là thách truy. Nhạc phẩm điên, với người trình bày ngày hôm nay, ca sĩ Thanh Huyền Thành. Và trong sĩ, cô Bảy, Miss Seven Heaven. Rồi chọc bà điên rồi nha quý vị. Quý vị trục trặc kỹ thuật xíu nha. Trời ơi, sau khi tôi đã chọc bà điên xong, bà nói đâu ơi, bữa này mà suốt không được bài này nữa, không cho ăn cơm luôn. Ta đi ơi, người ơi,
nhớ theo con chim dài. Tên anh là Duy. Tối nay ngủ giường riêng một mình, chết mẹ, không dám gặp bà xã Điên. Bye bye.